Và nhé, làm tiếp kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay bên cửa hàng em xin giới thiệu các bác một cái lô đẩy MUF xòa sắt, một trong những cái dòng đẩy phải nói là cực kỳ là xịn hiện nay trên thị trường. Và giá của con này nói trước của các bác là cũng không hề rẻ các bác nhé. Chiếc của MUF thì các bác không còn xa lạ nữa. Đây là một trong những cái dòng thương hiệu của sản xuất loa vang mic của Đức các bác nhé, của Đức, hàng xịn của châu Âu. Thì tất cả những cái hàng này thì nó được sản xuất tại Trung Quốc. Tuy nhiên là công nghệ và tất cả tiêu chuẩn thì nó được là tiêu chuẩn của châu Âu các bác nhé. Cho nên mà những cái hàng mà sản xuất theo các cái tiêu chuẩn của châu Âu thì các bác đều biết rằng đây là những cái hàng cực kỳ cao cấp và chất lượng rất chi là cao hiện nay trên thị trường. Thì con đáy này tổng cộng một lô này của em có 6 con rồi các bạn, có 6 con. Đấy, bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết của các bác. Thứ nhất là con đáy này về mặt thiết kế của nó thì không có điểm trừ con đáy này. Mặt rất là đẹp, mặt là mặt nhôm nhá các bác nhá, mặt phay nhôm. Nhôm nguyên khối luôn. Đấy, có thấy nguyên một miếng nhôm lớn họ phay ra. Đấy. Đấy, hai cái nút thậm chí là chúng ta thấy là các cái nút vặn của nó được CNC rất chi là đẹp cao cấp. Đấy, chúng ta thấy nó khắc CNC ở trên này. Tạo được các cái gờ nhám, các cái độ nhám của nó rất chi là đẹp ở trên này. Đấy, chúng ta thấy. Nó không giống như những cái dòng mà đẩy rẻ tiền là nó làm bằng cái nút bằng nhựa, con này làm bằng nút cũng bằng nhôm luôn và làm CNC cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, cả hai cái nút. Đấy, công tắc nguồn đây. Model của nó là XT900. Màu F Production. Nói chung là nói màu F thì chúng ta phải nghĩ đây là một cái thương hiệu của Đức, mà hàng của người Đức làm thì phải nói là hàng chất lượng cực kỳ là cao. Không bao giờ chúng ta phải lo về cái chất lượng ở đây. Đấy, chúng ta thấy mặt nhôm từ cái quay của nó, các bác thấy là cái quay của nó có rất là đẹp. Không có con nào xấu các bác này. Em mà quay một vòng luôn các bác nhá. Đây, con thứ nhất này. Đấy, con thứ hai này. Đấy, tất tuần lụt các bác thấy là không có một con đẩy nào mà xấu ở đây các bác. Đấy, rất chi là đẹp, mặt đẹp sạch sẽ luôn. Đấy, về nội thất của con này thì thôi rồi, không có gì để phải chê cả. Đấy, nó chạy 24 xòa sắt Mexico. Đấy, xòa Mexico. Đây, chúng ta đến này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, thành ra này 24. Ngoài ra còn sẽ có xòa than này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 16 con sò than và 24 con sò mà sắt các bác nhé. Hàng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, nguồn của nó này. Máy này thì là máy bao u các bác nhé. Đấy, máy bao u. Cái nguồn này là nguồn không như những cái hàng khác, là nguồn này là nguồn dây đồng xịn luôn các bác. Nguồn dây đồng xịn luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn nhé. Hàng này là bên em đã tháo ra chưa vệ sinh luôn. Đấy, chúng ta thấy là từ các cái bụi ở đây đang còn nguyên này, chúng ta thấy này. Rất chỉ là bụi ở đây nhưng mà ở trong máy rất chỉ là sạch, sạch tinh luôn. Toàn bộ nội thất của nó là rất chỉ là sạch để sạch các bác ơi. Toàn bộ các con sò của nó là đều là hàng zin nguyên bản hết các bác nhá. Đấy, các cái sò này chúng ta mua ở trên thị trường là không bao giờ xịn những sò nguyên bản của nó như thế này. Và nếu như có trường hợp mà thay con sò khác vào đây thì chúng ta sẽ nhìn phát chúng ta thấy luôn, không bao giờ là những đẹp như thế này. Sò khác vào nó sẽ chữ khác, chữ khác hoặc là thông số nó sẽ khác. Đấy, chúng ta thấy là đấy, toàn bộ là các con sò nó đều là đẹp long lanh luôn, sạch sẽ. Máy này rất là sạch, chưa vệ sinh nhưng mà ruột gan là phải nói là sạch tinh tươm luôn đấy, nó thấy cực kỳ là sạch luôn. Trên đây, trên bo của nó đều có số seri đấy, mỗi đáy đều có số seri đấy, cực kỳ là đẹp, hàng quá là khủng luôn. Phía sau này chúng ta nhìn thấy cái dây cấm nguồn của nó này, trời ơi kinh khủng luôn. Thậm chí em khẳng định với các bác này, các bác nào mà nhà mà dùng máy sát máy nghiền đấy, các bác chưa chắc là mua cái dây điện mà nó to đến như thế này đó. Đấy, dây này cái ngón tay cái của em này, đấy, gần bằng cái ngón tay cái của em này, cái dây cầm là phát là sướng, hàng đẹp lắm. Đây, chúng ta thấy là không có con nào mà dị xét này, này như cái hàng này đây, đẹp không dị xét một cái gì nữa này, cái nắp của nó luôn này, các bác thấy này, đây cái nắp em tháo này không có dấu hiệu bị dị xét. Nói chung là hàng đang còn rất chỉ là đẹp, cực kỳ là đẹp, đẹp long lanh. Đấy, đẹp cực kỳ luôn. Đấy, nguồn của nó là có cả cái vòng chống nhiễu đây các bác. Đấy, con này là sản xuất năm 2013, 21 tháng 12 năm 2013. Đấy. Đấy, cái vòng này, cái vòng này em nói rất nhiều rồi. Cái vòng này không phải là cái vòng này nó bỏ đây, nó bảo vệ cái nguồn đâu ạ. Nó là cái vòng để chúng ta khử nhiễu nhé. Đấy, khi mà cái biến thế này nó hoạt động này, nó sinh ra từ trường. Thì cái vòng này nó có tác dụng là nó khử cái từ trường đấy, để nó không bị ảnh hưởng đến cái phần công suất này. Đấy. Cụ thể là lúc khi mà chúng ta mở to lên này, nó không có bị ù, đấy, không có bị ù xẹt tiếng các bác nhá. Này, các cái tụ của nó này. Cái tụ này em cũng không tháo ra, không biết là nó bao nhiêu, nhưng mà tụ lớn bằng cổ tay, gần bằng cổ tay ấy, 8 con tụ.
Đấy, đấy. Cực kỳ là đẹp. Nói chung là dòng đẩy này lâu lắm rồi mình em nhập được những cái lô đẩy mà công suất lớn mà nó như thế. Và nói luôn công suất của con này là 900W một kênh các bác nhá. Các bác có thể đánh full đôi xúc kép là ok các bác nhá. 900W ở 8 ôm. Đấy, các bác nào là làm sự kiện nội dùng gia đình là chúng ta đánh full đôi xúc kép, full đôi từ 22 con 100 ấy. Cho nên mà các bác không cần phải hỏi là con này yếu hay khỏe các bác ạ. Em bao luôn. Hàng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Đẹp lắm đấy, nó thật sự là rất là đẹp. Lâu lắm rồi bọn em mới nhập được một cái lô hàng nó phải nói đẳng cấp nó như thế này. Long lanh. Đấy, mày quá nhé. Rồi, hàng này thì được bảo hành 1 tháng các bác nhá. Các bác mua hàng mà nếu như khu vực phía Bắc gần gửi xe thì không cần cọc. Tuy nhiên là khu vực phía Nam là bác phải cọc thì em mới gửi được hàng. Đấy, các bác nhá. Phải cọc. Và xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác nhé.